Thầy trò mình gặp nhau buổi thứ hai ha. Hôm trước thầy đã có nói về trong vấn đề ôn thi đại học một vài bài toán về dao động điều hòa cũng như trả lời một số câu hỏi của các em gửi về chương trình. Hôm nay thầy trò mình sẽ tiếp tục cũng phần dao động điều hòa. Hôm nay thầy nói theo cái chủ đề thứ hai là chủ đề chúng ta xét về vận tốc, tốc độ, quãng đường cũng như thời gian của một vật dao động điều hòa. Thầy muốn ôn lại hôm trước một số bài qua một số câu trắc nghiệm của các đề thi của các năm gần đây. Mời mấy em nhìn lên màn hình. Ở câu số 1 chúng ta sẽ có một vật dao động điều hòa, ta biết được phương trình tổng quát của nó. X bằng 10 cos 2 pi t cộng pi trên 3. Và thời điểm t bằng 1 giây thì vật chúng ta có bốn đáp án: vật chuyển động thẳng đều, vật chuyển động thẳng nhanh dần, vật chuyển động thẳng chậm dần hay vật đứng yên. Câu hỏi này xét về trạng thái chuyển động của vật tại một thời điểm t nào đó. Anh em nhớ và ghi lại đề. Ta có biểu thức x bằng 10 cos 2 pi t cộng pi trên 3 và thời điểm t bằng 1. Chúng ta có bốn trạng thái chuyển động của vật: hoặc chuyển động thẳng đều, hoặc chuyển động thẳng nhanh dần, hoặc chuyển động thẳng chậm dần, hoặc đứng yên. Trước tiên mấy em nhớ lại cái công thức vận tốc trừ omega a sin omega t cộng phi. Ta thay các thông số vào: t bằng 1, ta có vận tốc bằng âm 54,38, một con số âm. Như vậy vào thời điểm t bằng 1 giây, vận tốc chúng ta có giá trị âm. Ta tính tiếp gia tốc từ biểu thức a bằng trừ omega bình x, omega chúng ta 2 pi trừ 2 pi tất cả bình, ta nhân cho biểu thức x, trong đó x chúng ta thiết t bằng 1, tại thời điểm t bằng 1 vào, ta sẽ có được gia tốc chúng ta cũng là một con số âm. Vận tốc âm, gia tốc âm. Tích a v dương, a nhân v dương và thời điểm t bằng 1. Vậy vật chúng ta chuyển động thẳng nhanh dần. Tích giữa gia tốc và vận tốc, tức là gia tốc vận tốc bấy giờ nó cùng hướng mà chuyển động thẳng nhanh dần. Gia tốc vận tốc ngược hướng thì đó là chậm dần. Do ta xét cái tích. Tôi quay ví dụ số 2. Vật dao động, chúng ta cũng biết được phương trình. Hỏi thời điểm để vật qua vị trí cái ly độ là 2,5, dương 2,5, theo chiều dương lần đầu tiên là 11 phần 6 giây, 1 phần 6 giây, 23 phần 6 giây hay 7 phần 6 giây. Câu số 2 này mấy em nhớ lại hôm trước thầy trò mình có ôn cái bài toán tự luận thời điểm đi qua vị trí cái ly độ x0 nào đó theo chiều dương hoặc chiều âm lần thứ n. Ta áp dụng để ta giải bài tập trắc nghiệm này. Trước tiên từ biểu thức ly độ x bằng 5 cos pi t trừ pi trên 6. Vật ở ly độ 2,5. Thì thay vào đây, ta giải cái phương trình này ra, ta tìm được hai hội nghiệm của t, pi t trừ pi trên 6 bằng pi trên 3 cộng k 2 pi. Pi t trừ pi trên 6 bằng trừ pi trên 3 cộng k 2 pi. Thì gọi đây là 1. Vật qua vị trí 2,5 theo chiều dương có nghĩa là vận tốc của nó mang giá trị dương. Mà vận tốc dương thì sin phải âm. Bất định thức sin âm thì gọi là vấn đề 2. Như vậy từ 1 và 2 ta dễ dàng chọn ra được cái hội nghiệm để sin âm, đó là pi t trừ pi trên 6 bằng trừ pi trên 3 cộng k2pi. Từ đây mấy em suy ra được giá trị của t tính theo k là một số tự nhiên bằng âm 1 phần 6 cộng 2k. Vì qua vị trí 2,5 lần đầu tiên nên ta phải chọn k bằng 1. Vậy t chúng ta bằng trừ 1,6 cộng 2 bằng 11 phần 6 giây. Vậy rõ ràng trong bốn đáp án trên chúng ta chọn là đáp án A. Đây, cái bài này ôn lại cái câu hỏi về thời điểm
vật đi qua một vị trí x không nào đó theo chiều dương hay theo chiều âm n lần. Mấy em nhớ lại cái phương pháp và cái cách giải. Ví dụ số 3 thì có một vật dao động, đề cũng cho chúng ta cái phương trình dao động 4 cos bt trừ bi trên 2. Hỏi các thời điểm vật qua vị trí cái ly độ 2 cm theo chiều dương. Bây giờ không hỏi thời điểm cụ thể nữa, hỏi theo họ. A, chúng ta có họ nghiệm T, đó là trừ 1 phần 6 cộng 2K, K bắt đầu từ 0. Trừ 1 phần 6 cộng 2K, K từ 1. Cũng như hai đáp án C và D, dương 1 phần 6 cộng K cộng 2K, K tính từ 0, thuộc số tự nhiên. Từ ly độ của x, thay x bằng 2 vào. Cũng vậy, mấy em giải cái phương trình lượng giác này ra. Mấy em giải cái phương trình lượng giác cos bt trừ bi trên 2 bằng 1 phần 2 để mấy em tìm ra được hai hạ nghiệm của T. Nhớ, hai hạ nghiệm của T. Rồi dựa vào điều kiện theo chiều dương V dương thì sin 5. Mà sin 5 thì gọi là 2, cái này gọi là 1. Kết hợp 1 và 2, sin 5 nên ta chọn cái hạ nghiệm là trừ bi trên 3 cộng cái 2bi. Từ đấy mấy em rút ra được cái T 1 phần 6 cộng 2K. 1 phần 6 dương, cho nên ta có quyền lấy K bắt đầu từ 0. Số đầu tiên của K bắt đầu từ 0. Vậy trong 4 đáp án trên, đó chính là đáp án D. Đó, hai ví dụ cũng cùng một ý, có thể đưa vào đây mục đích để mấy em thuộc nhớ công thức và sử dụng thuần thục các bài toán dạng này. Thử qua ví dụ số 5. Xét vật dao động, đề cũng cho chúng ta biết cái phương trình dao động 10 cos bt cộng bi trên 3. Hỏi thời điểm vật qua vị trí có ly độ trừ 5 theo chiều âm lần 4. Em bên chứa ba dữ kiện ly độ trừ 5 theo chiều âm lần 4. Chúng ta có 4 đáp án đề cho 1 phần 3 giây, 9 phần 3 giây, 19 phần 3 giây và 25 phần 3 giây. Cùng với cách giải như ba bài trên, mấy em coi lại một lần nữa bài số 5 này ha. Từ bi thước ly độ x, từ dữ kiện của đề ly độ bằng trừ 5, mấy em giải được cái phương trình trừ 5 bằng 10 cos bt cộng bi trên 3, và ta ra được hai hạ nghiệm, ta ra được hai hạ nghiệm của T. Để ta dựa vào dữ kiện chiều âm hay chiều dương V âm để ta suy ra sin dương. Từ hạ nghiệm trên được rút ra từ cái phương trình lượng giác. Mấy em nhớ lúc đó ta lại xét khi đó vật chuyển động dương hay âm, theo chiều dương hay theo chiều âm. Và chú ý rằng vận tốc và sin luôn trái dấu nhau. Trong trường hợp này vật chuyển động theo chiều âm nên vận tốc âm, vì vậy sin chúng ta dương. Vậy ta dễ dàng nhận được cái hạ nghiệm 2 bi trên 3 cộng k 2 bi. Từ đó mấy em suy ra được T tính theo k tổng quát là 1 phần 3 cộng 2k. Ở đây k bắt đầu từ 0. Bây giờ ta lại dựa vào đi qua vị trí đó lần thứ mấy. Ở đây là lần 4. Vậy thì k bằng 4. Yes. Bắt đầu từ 0 cho nên k bằng 3. Mấy em chú ý, trong hội nghị của mình k được tính bắt đầu từ 0 nên giá trị k bằng 3 là giá trị thứ tư. Giá trị thứ tư tương ứng với vật qua vị trí x bằng trừ 5 lần thứ 4. Ta thay k bằng 3 vào trong biểu thức của T, ta sẽ có được T bằng 19 phần 3 giây. Vậy thì trong 4 đáp án đã cho, ta chọn đáp án C. Đây, qua 5 ví dụ trên, thầy ôn lại vấn đề về thời điểm vận tốc, gia tốc tính từ biểu thức ly độ. Cảm ơn chú ý. Bây giờ thầy đi vấn đề lý thuyết kế tiếp theo. Đó là vấn đề vận tốc trung bình, tốc độ trung bình. Từ đó chúng ta sẽ tính được thời gian cũng như quãng đường min max trong một khoảng thời gian T nào đó của chất điểm dần điều hòa. Ở vấn đề này thì mấy em nhớ thế này.
Từ khái niệm vận tốc trung bình, chúng ta sẽ có bằng x2 trừ x1 trên delta t. Trong đó, x1, x2 đó là vị trí lúc đầu và vị trí lúc sau, hay là vị trí tại thời điểm t1 và vị trí tại thời điểm t2 tương ứng với t1, t2. Delta t là bằng t1 trừ t2. Tốc độ trung bình thì viết tắt là TDTB để phân biệt cái V ngang khi nãy trong công thức, là bằng quãng đường vật đi được chia cho cái khoảng thời gian mà vật thực hiện quãng đường đó, bằng S trên delta t. Mà em thấy có sự khác biệt. Vận tốc trung bình thì bằng x2 trừ x1 trên delta t. Trong đó x2, x1 là ly độ của vật tại thời điểm t1, t2 tương ứng. Còn tốc độ trung bình bằng S trên delta t, chỉ tính quãng đường vật đi được trong quãng thời gian delta t, chia cho khoảng thời gian delta t đó, chúng ta có được tốc độ trung bình. Để tính được quãng đường đi trong dao động điều hòa, có nghĩa là tính quãng đường mà vật đi từ thời điểm t1 đến thời điểm t2. Cách tính chúng ta như sau. Trước tiên mấy em xác định biểu thức x1 bằng a cos omega t1 cộng phi, cũng như từ biểu thức vận tốc tính vào thời điểm t1, v1 bằng trừ omega a sin omega t1 cộng phi, và thời điểm x2, v2 tại thời điểm t2. Sau khi xác định giá trị của ly độ x1, x2, v1, v2, mấy em chú ý thế này. Đối với vận tốc, chúng ta chỉ cần biết, không cần biết cụ thể giá trị nó bao nhiêu, ta chỉ cần biết nó âm, nó dương hoặc nó bằng không. Từ đó ta phân tích thế này. Quãng thời gian từ ly độ x1 đến x2 thì tách ra bằng một số nguyên lần chu kỳ cộng thêm một khoảng thời gian delta t phép nào đấy. Trong đó delta t phép phải bé hơn t và lớn hơn không. Thầy gọi S1 là quãng đường vật đi được trong quãng thời gian nt chu kỳ mà thầy mới tách ra đấy. S2 là quãng đường vật đi được trong quãng thời gian delta t phép nhỏ hơn chu kỳ. Và S chính là quãng đường tổng cộng mà vật đi hết trong quãng thời gian delta t. Thì rõ ràng ta có S bằng S1 cộng S2, phải không? S1 vì trong một chu kỳ vật dao động điều hòa quãng đường đi được luôn luôn là 4A, nên S1 bằng N nhân 4A. Để tính S2, ta xét hai trường hợp. Trường hợp 1, tại thời điểm vật ở ly độ x1 và tại thời điểm vật ở ly độ x2, vận tốc tương ứng của chúng là v1, v2. Nó tích đó là một số dương. Và delta t phép nhỏ hơn 1 phần 2 chu kỳ. Thì S2 của chúng ta sẽ bằng trị tuyệt đối của x2 trừ x1. Nên chú ý và ghi tóm tắt lại những dữ kiện này. Thầy nhắc lại. Để tính S2 là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian delta t phép, là quãng thời gian lớn hơn không nhỏ hơn t, là quãng thời gian lớn hơn không nhỏ hơn t. Đến đây ta có hai trường hợp. Vận tốc tại thời điểm 1 và tại thời điểm 2, tích của chúng là một số dương. Và trong trường hợp delta t phép chúng ta nhỏ hơn cả 1 phần 2 chu kỳ, thì quãng đường S2 đó chính là trị tuyệt đối của hiệu hai ly độ x2 trừ x1. Nếu delta t phép chúng ta nhỏ hơn t nhưng lớn hơn t trên 2, thì S2 là được tính bởi công thức 4 lần biên trừ cho trị tuyệt đối x2 trừ x1. Chú ý cái dữ kiện trong trường hợp V1 nhân V2 là một số dương, thì ta lại có hai trường hợp nhỏ nữa. Delta t phép chúng ta nhỏ hơn nửa chu kỳ, hoặc delta t phép chúng ta lớn hơn nửa chu kỳ nhưng bé hơn chu kỳ, thì cái phương pháp, cái cách tính quãng đường S2 có được công thức như trên. Thì qua trường hợp số 2, đó là trường hợp vận tốc tích vận tốc của chất điện tại hai vị trí tương ứng ly độ x1, x2 là một số âm. Và lúc ban đầu tại thời điểm x1, vật đang đi theo chiều dương,
thì lúc đó x2 lại bằng 2a trừ x1 trừ x2. Còn nếu vận tốc ban đầu tại thời điểm x1, tại lý đồ x1, vật mang giá trị âm, vận tốc mang giá trị âm, thì x2 lại bằng 2a cộng x1 cộng x2, chứ không phải trừ x1 trừ x2. Em lưu ý cái này, nãy thầy đã nói, trong một chu kỳ quãng đường vật đi được luôn luôn là 4a, cũng như quãng đường đi trong nửa chu kỳ luôn luôn là 2a, dù vật xuất phát từ vị trí nào trên quỹ đạo chuyển động của nó. Cho nên trong một phần tiêu chu kỳ sẽ là a nếu vật xuất phát từ vị trí cân bằng hoặc từ vị trí biên, chứ còn tại một vị trí khác trên quỹ đạo chuyển động của nó thì quãng đường đi trong một phần tiêu chu kỳ không phải là a đâu. Mấy em chú ý chỗ này, đừng lầm tưởng. Mới thấy một phần tiêu chu kỳ mấy em nghĩ rằng đó là quãng đường đi được sẽ là a, không phải. Nó chỉ là a khi vật bắt đầu xuất phát từ vị trí cân bằng hoặc xuất phát từ vị trí biên. Với chủ đề tính quãng đường ngắn nhất và dài nhất trong quãng thời gian delta t thì xét thế này. Trong trường hợp cái delta t của mình nhỏ hơn nửa chu kỳ thì S max sẽ bằng 2a sin delta phi trên 2. Trong đó delta phi bằng omega delta t là góc quét được trong quãng thời gian delta t đó. Cũng như công thức tính S min bằng 2a nhân cho 1 trừ cos delta phi trên 2. Còn trong trường hợp delta t chúng ta nhỏ hơn một chu kỳ nhưng lớn hơn t trên 2 thì lúc này mấy em lại tiếp tục tắt delta t ra bằng một số nguyên lần nửa chu kỳ cộng thêm cái delta t phép. Và cũng vậy, thầy gọi S1, S2 lần lượt là quãng đường đi trong một số nguyên lần nửa chu kỳ, còn S2 là quãng đường dài nhất hoặc ngắn nhất tùy theo yêu cầu của bài toán đi được trong quãng đường delta t phép, trong thời gian delta t phép. Thì khi đó S tổng cộng sẽ là S1 cộng S2, trong đó S1 bằng N2A, bởi vì trong nửa chu kỳ vật dao động điều hòa luôn đi được quãng đường là 2A, dù xuất phát từ bất kỳ vị trí nào trên quỹ đạo chuyển động của nó. Còn để tính S2 thì mấy em nhớ lại công thức S2 max, S2 min cũng giống như trên. 2A sin delta phi trên 2 đó là trường hợp max, 2A 1 trừ cos delta phi trên 2 đó là trường hợp min. Thầy trò mình đi qua cái cách tính quãng thời gian nữa. Quãng thời gian khi vật đi từ lý đồ x1 đến lý đồ x2 mà quãng thời gian ngắn nhất được tính bởi công thức phi 2 trừ phi 1 trên omega. Trong đó phi 2 và phi 1 được tính bởi công thức này. Sin phi 1 bằng x1 trên a, sin phi 2 bằng x2 trên a. Nên chú ý ghi lại cái công thức này. Đây là những công thức quan trọng để giúp chúng ta rút ngắn cái quãng thời gian giải đề thi trắc nghiệm. Thì có một ví dụ. Một chất điểm dao động điều hòa chiều dài quỹ đạo là 10, tìm thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí 2,5, cũng như đi từ vị trí trừ 2,5 đến vị trí 2,5. Đây là bài tập. Thì cho mấy em chép lại và suy nghĩ, tự giải. Hôm sau thầy sẽ giải lại cái bài này, thầy phân tích lại và ôn lại. Tại bởi vì đây là vấn đề khó nhất trong phần dao động điều hòa và hay lặp đi lặp lại trong các kỳ thi ở dạng thức này hoặc ở dạng thức khác. Nhưng mà tụ trung lại kiến thức chính cơ bản là nó xuất phát từ những kiến thức này. Đó thầy nhắc lại. Thì mong rằng mấy em cố gắng ghi chép kỹ những bài thầy vừa mới trao đổi và giải cái bài tập mẫu ví dụ 1 này ở cái chủ đề này. Hôm sau trong phần lý thuyết và trong phần bài tập trắc nghiệm và giải đề thi, thầy sẽ tìm những cái đề, giải mẫu những cái đề nó có những cái nội dung mà áp dụng những vấn đề mà thầy trò vừa trao đổi. Bây giờ mấy em có những khúc mắc nào, những câu hỏi nào trong chương trình, mời mấy em cứ hỏi. Em có một câu hỏi muốn hỏi chương trình.
Con lắc đơn thì treo trên trần của một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì con lắc dao động với chu kỳ là T. Khi thang máy chuyển động với gia tốc A là bằng 0,63 m trên giây bình phương thì hỏi khi đó chu kỳ của con lắc sẽ giảm bao nhiêu phần trăm? Để giải những bài toán loại này, mấy em nhớ tới những bài toán con lắc chuyển động trong các hệ quy chiếu quán tính. Trong trường hợp con lắc treo trong một cái thang máy, con lắc chúng ta đi lên gia tốc A. Thì em nhớ như thế này, khi đó là vật nặng của chúng ta trong con lắc nó sẽ chịu một cái lực quán tính, cái F quán tính của chúng ta nó bằng MF, trong đó vector AF bằng trừ vector A. Đây là cái kiến thức của lớp 10. Mà em nhớ lại, khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc A thì vật nặng của lắc đơn sẽ chịu tác dụng của lực quán tính. Ngoài hai lực trọng lực và lực căng T trong quá trình dao động, con lắc đơn nằm trong thang máy, thang máy chuyển động đi lên nhanh dần đều với gia tốc A thì vật nặng sẽ chịu thêm một lực nữa là lực quán tính. Từ đó, để tính được cái gia tốc hiệu dụng, em chú ý thế này, con lắc đi lên, thang máy đi lên với gia tốc A đi lên thì A phẩy bằng trừ A nó sẽ ngược, lại vector A. Còn vector G chúng ta gia tốc trọng trường luôn hướng xuống, cho nên thầy gọi T phết là chu kỳ của con lắc trong trường hợp thang máy đang chuyển động đi lên với gia, nhanh dần đều với gia tốc A thì ta có T phết bằng 2pi căn L trên G phết. Và cái G phết trong trường hợp này của mình bằng G cộng A, Từ bài này, nếu như bài toán cho thang máy đi lên, vẫn đi lên nhưng chậm dần đều, thì ngược lại chỗ này phải trừ A. Nên chú ý, vì chậm dần đều nên vector A sẽ ngược là chiều chuyển động, từ đó A phải ngược với A sẽ hướng lên, cho nên chúng ta sẽ có gia tốc hiệu dụng là bằng G trừ A. Còn trong trường hợp này, đi lên nhanh dần đều, vì vậy cái G phải, G hiệu dụng chúng ta đấy bằng G cộng A. Đây là công thức tính chu kỳ mới. Từ đó thầy có T phải trên T, ta lập tỷ số. Với T, chu kỳ con lắc men nhớ công thức là 2pi căn L trên G. Ta lập tỷ số thì chúng ta sẽ có T phết trên T bằng G trên G cộng A căn bậc 2 của G trên G cộng A. Tỷ này nhỏ hơn 1, T phải nhỏ hơn T. T phải nhỏ hơn T có nghĩa là thời gian thực hiện một dao động bé hơn, ít hơn. Có nghĩa là con lắc dao động nhanh hơn, dao động nhanh hơn, cho nên chu kỳ của nó giảm xuống. Từ đây cũng dùng công thức toán học, nên chú ý chỗ này, thì chia G xuống 1 trên 1 cộng A trên G. Mà cái này xem như lĩ từ 1 thì đưa lên trên, căn của 1 cộng A trên G lĩ từ 1. Dùng công thức gần đúng như khi nãy, chúng ta sẽ có là gần bằng 1 trừ cho A trên 2G, 1 trừ cho A trên 2G. Từ đó thầy có delta T trên T bằng, tức là thầy trừ 1 và 2 vế đó, ta sẽ có là bằng trừ A trên 2G, trừ A trên 2G. A chúng ta là 0,63, G chúng ta là 9,8 hoặc là 10, tùy theo đề toán họ cho. Mấy em sẽ tìm được cái tỷ tương đối delta T trên T, các kiểu lắm, chú ý bài toán loại này. Một lần nữa thì nhắc lại cái chỗ gia tốc hiệu dụng, những cái bài toán con lắc trong thang máy
hoặc trong xe ô tô, chuyển động thẳng đều, nhanh dần đều hay chậm dần đều. Mem chú ý, khi đó vật nặng của con lắc sẽ chịu thêm một lực nữa. Theo lớp 10 chúng ta học về phần cơ học, đó là lực quán tính. Lực quán tính nó có một đặc điểm gọi bằng MF, trong đó F bằng trừ vector A. Vector A là vector của chuyển động hệ quy chiếu. Vì vậy, khi thang máy đi lên với chuyển động nhanh dần đều gia tốc A, thì vector A hướng lên trên và E phải sẽ hướng xuống dưới, cùng chiều với G. Nên gia tốc hiệu dụng trong trường hợp này là G cộng A. Còn nếu thang máy đi lên mà chậm dần đều thì chỗ này là trừ A. Từ đó em có thể suy diễn ra, khi thang máy đi xuống nhanh dần đều nó sẽ khác, thang máy đi xuống chậm dần đều nó sẽ khác. Thang máy đi xuống nhanh dần đều thì vector A cùng chiều với G, nên A phải ngược với G, vậy sẽ bằng G trừ A. G hiệu dụng sẽ bằng G trừ A. Còn trong trường hợp thang máy đi xuống mà chậm dần đều thì vector gia tốc A của thang máy sẽ ngược lại chiều vector G. Có nghĩa rằng là các A phết sẽ cùng chiều với G, lại dùng công thức G cộng A. Từ một bài mình sẽ suy ra các cái trường hợp để tính gia tốc hiệu dụng khi vật chuyển động nhanh dần đều hay chậm dần đều, đi lên hoặc đi xuống. Nắm được vấn đề đó là những vấn đề còn lại nó trở thành cơ bản, mấy em hoàn toàn có thể tính được. Thầy, em có một câu hỏi muốn hỏi thầy là trong một nguồn có tần số là 15 hẹt, khoảng cách từ M đến S1 là 23 cm, từ M đến S2 là 26,2 cm, hai điểm dao động cùng pha và tại M thì dao động cực đại, vận tốc là 24 cm, giữa M và đường trung trực S1 S2 thì có bao nhiêu vân cực đại? Đây là bài toán dao động sóng cơ. Em hỏi thì tóm tắt là cái ý như thế này: tần số dao động của sóng là 15 hẹt. Tầm điểm M trong miền giao thoa sóng cách nguồn S1 23 cm, MS2 26,2 cm. Cho biết tại M dao động cực đại, cho biết vận tốc truyền sóng 24 cm trên giây, hỏi số vân cực đại. Giữa M và đường trung trực của S1, S2 thì em nhớ lại cái bài như thế này: chúng ta có hai nguồn, đây là đường trung trực, giả sử như M nằm trên đây, hỏi rằng giữa M khoảng cách này có bao nhiêu vân cực đại, tại M là một cực đại. Thì mấy em nhớ lại, để xác định xem giữa M và đường trung trực của S1, S2 có bao nhiêu vân cực đại, thì chúng ta phải biết tại M cực đại bậc mấy, vân cực đại bậc mấy. Muốn vậy, ta xét cái hiệu đường đi từ M đến hai nguồn, 26,2 trừ 23, 3,2. Ta đi tìm bước sóng bởi công thức V trên F. Thì rút cái này ra là bằng 1,6 cm. Cái hiệu đường đi thì ký hiệu là D. Mấy em thấy hiệu đường đi từ M đến hai nguồn bằng hai lần bước sóng, bằng hai lần bước sóng. Thì điều đó chứng tỏ tại M là vân cực đại bậc 2. Vân cực đại bậc 2, đây là vân trung tâm, vân cực đại bậc 2. Vậy rõ ràng giữa M và điểm nối trung trực của S1, S2 sẽ có vân cực đại bậc 1. Cái vậy số vân cực đại quan sát được giữa M và O đó là 1. Đó, thì nhắc lại cái dạng toán này, mem xét hiệu đường đi từ một điểm đến hai nguồn và ta xét xem hiệu đường đi đó mem chia cho bước sóng để xem thử hiệu đường đi đó bằng bao nhiêu lần bước sóng, bằng bao nhiêu lần bước sóng. Nếu bằng một số nguyên lần bước sóng thì tại đó là điểm dao động cực đại. Bằng k lần thì k chính là bậc, bậc cực đại tại điểm M. Trong trường hợp này của mình là 2,
Từ đó ta sẽ suy ra được giữa M và đường trung trực F1-2, vân trung tâm, bao nhiêu vân cực đại khác. Đây là một bài toán cơ bản. Mong mấy em thuộc công thức và sử dụng công thức là ta sẽ ra được. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục giải đáp những câu hỏi được gửi về trang web htv4.vn nhé. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, tại hai điểm cách nhau 10cm, người ta tạo ra hai nguồn dao động đồng bộ với tần số 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0.6m/s. Xét trên đường thẳng đi qua B và vuông góc với AB, chuyển dao động với biên độ cực đại cách B1 đoạn lớn nhất là bao nhiêu? Cũng bài toán trên cũng là bài toán về giao thoa sóng. Ta có hai nguồn kết hợp A1, A2, AB theo đúng nội dung câu hỏi. Và AB cách nhau 10cm. Tần số 40Hz. Và vận tốc truyền sóng 0.6m/s. Hoặc là ta đưa về cm, 60cm/s. Hỏi rằng trên đường thẳng qua B vuông góc với AB, điểm dao động có biên độ cực đại giả sử thì gọi đó là điểm M, cách B một quãng D, trước tiên mà em tính bước sóng bằng V trên F thì đưa vào đơn vị cm là 60 mà chia cho 40 thì chúng ta sẽ có là 6/4 là 1.5cm. Kế tiếp thì xét hiệu MA trừ MB. MA của chúng ta, mấy em xem đây là một cái tam giác vuông. MA sẽ bằng căn bậc 2 của D bình cộng cho người bình. MB là D. Thì xét BA trừ BB. BA của mình là 10, BB bằng 0, tức là bằng 10. Đây. Như vậy số điểm giao động cực đại trên MB sẽ được tính bởi cái công thức này mà hôm trước thầy đã nói vấn đề lý thuyết cái chỗ này. Vì hai nguồn S1, vì hai nguồn AB trong trường hợp này cùng phe. Cái loại toán này mấy em chú ý, hai cái nguồn sóng kết hợp này cùng phe nó khác mà ngược phe, công thức xác định điểm dao động cực đại nó sẽ khác. Trong trường hợp này hai nguồn AB là hai nguồn cùng phe. Cho nên số điểm dao động cực đại trên đoạn MB bấy giờ sẽ là xác định với công thức K lần lambda lớn hơn bằng. Bây giờ chúng ta xem thử cái hiệu MA trừ MB và cái hiệu BA trừ BB số nào lớn hơn. Số nào lớn hơn? Đây, bây giờ chúng ta so sánh. So sánh MA trừ MB và BA trừ BB. BA trừ BB. Cái đây D bình cộng 10 bình căn bậc 2 trừ cho D. Thì rõ ràng chúng ta nhận xét là MA trừ MB phải lớn hơn BA trừ BB. Sẽ lớn hơn BA trừ BB. Thì xét lại cái bài toán. Đây có thể trở thành vấn đề toán học nữa. Giờ thầy so sánh. Thầy giả sử như nó lớn hơn.
ta chuyển cái trừ d qua đây, mấy em bình phương hai đế lên. À, vô lý ha, 20 d nhỏ không vô lý. Như vậy là cái chiều phải ngược lại, chiều ngược lại có nghĩa là ta sẽ có là ME trừ MB sẽ bé hơn BA trừ BB. Ta sau khi mấy em chứng minh ngoài nhát đơn giản thế thì ta rút ra được điều đó, ta mới thay vào đây. Cái bé hơn nằm phía bên trái, cái lớn hơn nằm ở phía bên phải. Đấy, mục đích mình so sánh là để như thế. Từ đó ta rút ra lambda chúng ta là 1,5. ME trừ MB chúng ta là căn bậc 2 của D bình cộng 10 bình trừ D. Bên này là 10. Thì chia xuống cho 1,5. 1,5 là 3 phần 2. Tức là bên này 20 phần 3. 2 phần 3 thuộc cái điểm này. Mà K chúng ta là thuộc Z. K chúng ta thuộc Z. Từ mốc đẳng thức trên, mấy em suy ra được gì? 20 phần 3 là chúng ta nhẩm là 6 phần mấy đó mấy. Như vậy K lớn nhất là phải bằng 6. K lớn nhất phải bằng 6. Trong số giá trị mà K nhận được, K mắc bằng 6. Từ đó ta sẽ giải được bài toán lớn nhất. Ha, còn cách lớn nhất là cách sắp là 6 lambda. Cực đại 6 lambda. Từ đó ta suy ra đó chính là khoảng cách lớn nhất là 6 lambda, là 6 nhân 1,5 là 9 cm. Đây là một bài toán khó đấy nè. Đây là một bài toán khó. Từ cái bài toán này thì nhắc vấn đề tổng quát. Trong trường hợp giao thoa hai sóng trên mặt nước, hai sóng kết hợp, hai sóng kết hợp thì em chú ý đọc cái đề lên, em phải chú ý nó cùng pha hay nó ngược pha nhau. Thì tại hai điểm bất kỳ trong miền giao thoa trên, nếu đề cho xét giữa hai điểm bất kỳ trong miền giao thoa trên có bao nhiêu đại hoặc có bao nhiêu tiểu, thì mấy em xét cái hiệu MA trừ MB và xét cái hiệu đường đi từ N tới NA NB. Giả định rằng một cách tổng quát NA trừ NB bé hơn MA trừ MB, thì lúc đó số điểm cực đại giữa MN sẽ được xác định bởi công thức K lambda lớn hơn DN, bé hơn DM. Rồi từ cái miền K là miền số nguyên, mấy em suy ra được bao nhiêu giá trị của K. Bao nhiêu giá trị của K thì sẽ có bấy nhiêu giá trị, bấy nhiêu phân cực đại. Đó là trong trường hợp hai nguồn kết hợp dao động cùng pha. Còn nếu hai nguồn kết hợp mà dao động ngược pha thì cái công thức ngược lại là K cộng 1 phần 2 làm ra. Mày chú ý, mày chú ý và ghi lại những cái ý chính này. Đây là một bài toán khó, thầy nhắc lại. Đây là một bài toán khó. Đề thi 2010, đề thi 2009, 2 năm liền liên tục đều có câu hỏi về phần giao thoa sóng cơ. Và đặc biệt nằm trên một đường chéo của hình vuông, tại bởi ABMN nằm trên một đường chéo của hình vuông là đề năm vừa rồi. Và trước đó 209, trước đó 209 lại nằm trên, cho điểm đó là nằm trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn như bài tập trên của mình. Nhưng nó không phải hỏi là mắc min, đó là bài toán này phát triển lên khó hơn ở mức độ này. Và yêu cầu mấy em phải có một số kiến thức toán học cơ bản nào đó để chúng ta giải được cái bài toán này. Buổi học của chúng ta đến đây đã hết. Do thời lượng chúng ta có hạn, cho nên thầy cũng chưa kịp trình bày thêm một số ý về vấn đề này. Thôi để dành lại hôm sau. Trong buổi hôm sau thầy sẽ đi lại vấn đề này, đồng thời thầy sẽ nói về một số dạng toán năng lượng trong dao động điều hòa, và chúng ta sẽ mổ xẻ và phân tích kỹ hơn cái cơ chế hoạt động của một vật dao động điều hòa trong con lắc là so, trong trường hợp ghép, trường hợp không ghép, trường hợp trên mặt phẳng nghiêng, cũng như trường hợp chuyển động trong các hệ quy chiếu không phân tính khác. Với những kiến thức đã học hôm nay,
và những câu hỏi mà các bạn ở các nơi gửi về đài hôm nay, thì mong là chúng ta cùng nhau học hỏi. Mấy em ghi lại, cái thời gian này là thời gian quan trọng đối với mấy em. Những cái kiến thức thầy đang rút lại như thế này, mấy em chú ý ôn lại và nắm hiểu vấn đề và nhớ kỹ các cái công thức và vận dụng một cách thuần thục. Và thầy cũng mong các em nên đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa qua trang web của đài HTV4 đến với thầy, để chúng ta có dịp hiểu nhau hơn, và lúc đó mấy em mới học được, nắm được và vận dụng được cách chính xác trong cái thời lượng trắc nghiệm 90 phút nữa. Thì hy vọng kết quả cuối cùng sẽ đạt được cái tốt đẹp. Chúc các em một buổi học đầu tiên thành công. Thân ái chào các em.